Trời, con muốn đi chơi đá banh. Á? Trời, con đi đá banh. Không, sáng không lo làm tiếp rồi đi đá banh. Chơi mà. Nhà làm chuyện với người ta. Ê, chồng chồng đi đá banh. Ê, chồng chồng đi đá banh. Thôi được rồi, cho đi. Yes. Yes. Yeah, cảm ơn cha. Oh my god. Yeah. Dạ sau một hồi vật vả và nằm ăn dạ thì cha cũng cho mình đi đá banh cùng các bạn. Sáng tôi mua cái bạch đá mới đã. Wow. Yeah. Yeah, lại có chiếc bạch đá được các bạn ơi.